Chào mừng quý thính giả trở lại với chuyên mục tâm sự của kênh Blog tin Thi Thi. Hôm nay quý thính giả đã sẵn sàng nghe câu chuyện của Thi chưa nào? Quý vị ơi, chuyện ngoại tình có lẽ không phải là chuyện của riêng ai, bởi vì các bạn đều chắc chắn được rằng chuyện ngoại tình là chuyện của gia đình người ta và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong gia đình mình. Bạn không thể nào chắc chắn được rằng người bạn đời của mình có thể chung thủy đến suốt đời, hay thậm chí chính bản thân mình. Liệu rằng bạn chắc chắn rằng trong cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ ngoại tình hay không? Bởi vì có thể bây giờ chúng ta suy nghĩ như thế này, nhưng biết đâu được một ngày nào đó trời xui đất khiến thế nào mà lại kéo chúng ta vào cơn xoáy ngoại tình. Và sau đây thì xin được trích dẫn một mẩu tâm sự của một chị vợ dù được chồng yêu chiều vẫn ngoại tình. Và đó sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang ngoại tình hay đang có ý định ngoại tình. Tôi ngoại tình suốt 5 năm và chồng tôi tha thứ. Anh thường kể những chuyện tốt đẹp về mẹ cho các con nghe để chúng không bao giờ giận mẹ. Tôi 42 tuổi bán bánh mì, đã có chồng và hai con. Trước đây tôi là dân kế toán, sau đó nhà chồng có mặt tiền lớn. Tôi nghỉ làm ở nhà bán quán cà phê và bánh mì. Đến bây giờ tôi phải thừa nhận là tôi rất được chồng yêu. Anh hy sinh vì tôi rất nhiều. Kể cả tôi vi phạm vào điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân là ngoại tình, anh vẫn tha thứ. Anh nói, tôi cặp với người kia là bị mắc bẫy, anh muốn cứu tôi ra khỏi vũng lầy đó. Bây giờ gia đình tôi đã hạnh phúc, tuy nhiên thì tôi vẫn muốn kể ra câu chuyện của mình để cho những ai đang trong mối quan hệ quay luôn lấy đó là một bài học. 5 năm trước, cũng vào những ngày cuối tháng 5 này, anh ta đến quán tôi uống cà phê ăn bánh lần đầu tiên. Anh ta giới thiệu là người miền Trung mới vào Sài Gòn làm việc. Anh có vẻ ngoài cuốn hút, giọng nói ấm, nói làm trong ngân hàng lớn. Nghe anh tâm sự, một mình từ quê vào thành phố, gia đình ở quê nghèo, tôi đồng cảm. Thời gian đầu cứ sáng anh ta đến quán tôi uống cà phê ăn bánh mì. Là khách quen, tôi mở lòng nhiều hơn. Đúng lúc đó, vợ chồng tôi cãi nhau nên bao nhiêu chuyện gia đình tôi đem ra kể hết. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò và đi khách sạn. Được anh ta yêu thương, tôi quên mình là một phụ nữ đã có chồng. Lúc đó mọi thứ với tôi rất đẹp. Bao nhiêu tiền làm ra, tôi cung phụng vào những khoản tình phí với người đàn ông trẻ. Tôi không hiểu vì sao lúc đó mình lại mê muội đến như vậy. Chồng tôi phát hiện anh quên tôi rất nhiều, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi khăng khăng đòi ly hôn để đăng ký kết hôn với người tình nhỏ hơn mình 9 tuổi. Ngày ra tòa, chồng tôi khóc quỳ xuống xin tôi hãy về với con, nhưng tôi không mảy may. May lúc đó vị thẩm phán đã bác đơn của tôi. Cuối năm ngoái, anh ta mượn chiếc xe tay ga mới mua của tôi đi đám cưới rồi đi luôn. Tôi gọi mãi không được. Một người phụ nữ đã gọi cho tôi và nói là vợ của anh ta. Và chị ấy đang rất buồn vì chuyện của chồng. Chị ta đã mong tôi tỉnh ngộ. Anh ta không có việc làm, chuyên đi đào mò những người phụ nữ lớn tuổi như tôi và cũng đang bị truy nã về tội trộm cắp. Chiếc xe của tôi anh ta đã mang đi cầm. Lúc đó thì tôi mới tỉnh ngộ và trình báo sự việc với công an. Sau đó tôi đã phải bỏ ra gần 50 triệu để chuộc chiếc xe về. Tôi rất hối hận, không dám đối diện với các con. Nhưng chồng tôi đã luôn nói tốt về mẹ cho các con nghe. Tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ là một bài học cho rất nhiều người. Quý thính giả thân mến, chỉ vì một chút ham muốn của bản thân, vì những lời đường ngọt bên ngoài hay vì ngoại hình bóng loáng của người thứ ba mà phản bội đi tình yêu và niềm tin của người bạn đời, quả thực đó là một điều rất sai trái. Trong câu chuyện trên thì có lẽ chị bán bánh mì là một người may mắn vì đã có một ông chồng bao dung tha thứ cho mình. Còn nếu như trường hợp của gia đình người khác, liệu rằng có như vậy hay không? Vì vậy, những ai đã là ông bố, là bà mẹ, thì khi làm bất cứ chuyện gì, không nghĩ tới người bạn đời của mình thì cũng hãy nghĩ cho các con. Đừng để mọi chuyện xảy ra rồi, các con mình phải chịu khổ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện trên. Quý thính giả đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào mà Thi up lên trên kênh. Bây giờ thì Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những mẫu tin khác.